Chào các bạn đến với video clip thứ hai hướng dẫn cắt HTML. Ở video clip trước chúng ta đã biết cách dựng một server ảo trên chiếc máy tính của chúng ta bằng phần mềm SAM. Các bạn nhớ lưu ý là để cài được SAM thành công các bạn phải có Apache và MySQL chạy ở chế độ service. Hai cái này là hai cái tương đối quan trọng. Các bạn có thể xem lại video clip trước để biết cách cài. Sau khi cài thành công, các bạn sẽ có được một cái web server ở dạng localhost. Các bạn sẽ có trường này folder tương ứng với lại một chữ folder trên máy tính của các bạn. Và chúng ta sẽ thực hiện bài học ở trong folder HTML này. Đây, chúng ta sẽ mở file trang chủ ra. Đây là những gì chúng ta làm được ở video clip trước. Ở video clip trước, chúng ta đang cố gắng xây dựng lại trang chủ của Google ở trên localhost. Chúng ta đã thành công xây dựng cái phần header với một chiều cao cố định. Nên chúng ta sẽ tiếp tục đi xây dựng phần body và footer. Tùy theo mỗi thiết kế giao diện mà đồ họa viên họ sẽ có những cái ý đồ xây dựng riêng. Lúc đó bạn cần phải làm việc trực tiếp với lại đồ họa viên nếu như cái bản vẽ trên file ảnh này hoặc trên file Photoshop chưa rõ ràng. Và đồ họa viên hơn nhau là ở chỗ đó họ có mô tả được chi tiết trên bản vẽ hay không, hay là chúng ta phải làm việc với họ khác nhau ở chỗ đó. Nhưng trong một số trường hợp các bạn chỉ có phải ảnh không mà hoàn toàn không có thì cái viên của đó các bạn phải tự tự hiểu dựa trên kinh nghiệm của các bạn. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy có vẻ như phần body có một chiều cao khá rộng, nhưng thực tế là phần body này có chiều cao phụ thuộc vào cái kích thước của màn hình hay là kích thước của trình duyệt. Nếu các bạn có một màn hình với trình duyệt có không gian ít thì phần body sẽ thu nhỏ lại cho nó phù hợp. Duy chỉ có phần footer phía dưới này nó có một chiều cao cố định tương tự như phần header, và đặc biệt là footer này luôn luôn nằm ở phía dưới, cho nên là chúng ta sẽ đi xây phần footer trước. Vậy chúng ta sẽ có footer và header, phần còn lại sẽ là body. Đây là cái ý tưởng thiết kế của cái trang này. Sẽ làm như thế nào? Mình sẽ có một số chỉnh sửa là tất cả cái này mình sẽ chuyển về chữ thường hết nhé. Ra trong HTML thường hay là hoa không quan trọng, nhưng các bạn nên viết thành chữ thường hết. Đó là phần mô tả đây nhé. Footer. Đây sẽ là body. Ok, mình sẽ đặt cho nó những cái thẻ luôn. Body, tiếp, footer. Rồi, khi nếu các bạn đặt mô tả đúng thì khi các bạn mở trình duyệt Chrome ra, các bạn phải chuột Inject Element lên nó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái thẻ của chúng ta nằm ở bên phải này. Phóng to lên một tí nhé. Rồi, các bạn sẽ thấy rõ hơn. Chúng ta nói chúng ta sẽ cần cái footer này có một chiều cao nào đó. Chiều cao thì các bạn có thể dùng cái bezel ruler để các bạn đo chiều cao của footer. Mình có một lưu ý thêm là trong loạt video clip này mình sẽ không hướng dẫn các bạn sử dụng Photoshop. Các bạn nên đi học một khóa Photoshop cơ bản trước, chỉ cần cơ bản là đủ. Vì trong video clip sẽ có những thao tác mình làm nhanh, những thao tác Photoshop mình làm nhanh mà không giải thích. Cần các bạn phải tự hiểu. Đây mình sẽ có là 42. Bởi vì nếu như các bạn đã rành Photoshop rồi, các bạn sẽ có rất nhiều cách để mà lấy được những chiều cao hay lấy những màu trong một bản vẽ mà các bạn không cần phải lấy bezel ruler, hay là sử dụng cách của mình. Đây là tờ background. Bắt ra thì các bạn lấy màu ở đây. Rồi, phần này mình sẽ nói sau. Ok, xem rồi, ok. Thì để cho cái footer này luôn luôn nằm ở phía dưới cùng, các bạn sẽ dùng thuộc tính như thế này. Các bạn dùng một thuộc tính có tên là position. Mô tả position có thuộc tính là absolute.
cho nó button kết hợp với một button bằng không, như vậy thì nó luôn luôn nằm ở dưới. Và khi các bạn để chế độ position absolute thì cái chiều chiều rộng của nó sẽ bị thu nhỏ lại theo kích thước của chữ. Các bạn cần phải thêm một mô tả về chiều rộng nữa, đó là wide, các bạn cho nó 100% rộng hết luôn. Sau đó các bạn copy cái này đưa vào trong mã nguồn HTML của các bạn. Vậy là các bạn đã hoàn thành cái việc mô tả phần footer. Các bạn thấy ở đây khi bạn tắt cái này, nó sẽ phần footer nó sẽ đi theo cái trình duyệt. Thấy đây không? Đấy, nó luôn luôn nằm ở dưới theo trình duyệt. Còn body thì sao? Body thực chất nó cũng có, cái này là tự bạn hiểu ra hoặc là bạn hỏi hỏi thiết kế thôi nhé. Vì bạn, như mình đã nói ở đây một bản thiết kế không rõ ràng, phải dựa vào kinh nghiệm của các bạn hoặc là tùy các bạn thôi. Như các bạn có thể thích trình bày nó theo dạng một dạng nào đó tùy các bạn, nhưng mà phải đúng, nhưng mà phải làm sao ra được một trang web giống y như hình. Còn những cái thuộc tính động, ví dụ như khi mà người ta rê chuột hay khi người ta thu nhỏ màn hình mà cái bản thiết kế không mô tả được, lúc đó các bạn có thể tùy ý làm sao cho nó đẹp là được, làm sao cho chủ chủ website họ vừa ý là được. Để mình xem thì body sẽ như thế nào. Body ở đây nó cũng sẽ có một cái white bằng 100%. Mình sẽ nói sau, mình chỉ làm tạm thôi, bởi vì thực chất là nó phải có nội dung nữa nó mới rõ được cái body. Mình sẽ làm tạm xong min 2 là một thuộc tính mô tả rằng là cái này sẽ có kích thước tối thiểu là bao nhiêu đó, mình cho nó là 350 pixel. Đấy. Y. Sẽ thành background. Mình cho nó màu là green đi. Xong rồi. Để tạm đó. Và trong đây lấy màu ra. Body. Ok. Chúng ta đã xong thì cái body thực chất nó chỉ có từ đây đến đây thôi và tùy theo cái nội dung hiển thị nữa. Đây. Và chúng ta tạm ổn cái phần body. Nó sẽ không giống với thiết kế lắm là bởi vì thực chất là chúng ta sẽ không có cái màu nền ở đây, mà toàn bộ là màu trắng hết. Mình thấy cái phần layout này sau này sẽ bỏ đi. Background này các bạn thấy. Đấy, như vậy nó giống thiết kế, các bạn chỉ cần làm thêm hai phần này nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới chi tiết bên trong từng cái phần header và body. Đầu tiên mình sẽ làm phần header trước. Cái này mình nghĩ chắc là không cần background cho body đâu, để nhìn nó sẽ dễ nhìn hơn. Rồi chúng ta sẽ làm cái chúng ta sẽ làm cái phần header này. Thứ nhất là cái chữ, các bạn thấy cái chữ của cái header này nó nằm ở bên phải chứ không phải nằm từ trái sang. Chúng ta sẽ làm sao để ra được cái phần này. Chúng ta sẽ từ từ giả lập từng cái này nhé. Đầu tiên là cái cộng và tên người dùng tài khoản. Đây chúng ta xuống hàng. Chúng ta sẽ tạo thêm một cái div nữa. Mình đặt cho nó ID bằng, nên xem nó là cái gì nhỉ? Name đi ha. Đặt là user name. Ok, xem nó giống chưa. Rồi, mình có đây rồi. Tiếp theo là sẽ có một cái nữa là Gmail. Gmail và hình ảnh. Đây là Gmail. Hình ảnh. Do chúng ta đang tập làm và phát tay tỉnh thôi, cho nên những cái này cũng không quan trọng lắm, chỉ làm sao cho nó ra giống như cái hình là được.
Rồi nó có cái này và cứ ghi ra hết rồi chúng ta sẽ từ từ xử lý sau. Rồi chúng ta tiếp theo là có bốn cái hình ở đây. Các bạn có thể dùng cách là bốn hình này mình sẽ làm sau nhé, mình sẽ làm cái chữ lên trước. Rồi bây giờ cái chúng ta cần là làm cho bốn cái này nó thẳng hàng, vì các bạn ghi ở đây nó nằm trên từng hàng riêng biệt, chúng ta cần làm cho ba cái chữ này nằm trên cùng một hàng và nằm ở bên phải. Phải làm được việc này. Sự mình cũng không nhớ phải làm sao, để mình nó sẽ đi tính hành đi thử cho tục tính nhé. Chúng ta có header ở đây, get unlatch right, đây các bạn thấy nó nằm bên phải rồi. Ok, chỗ này là đúng, đây là cái chúng ta cần test unlock right để giúp cho các cái này nằm bên phải. Thì chúng ta đi làm sao cho nó thành một hàng ở đây, thì để mình xem, chúng ta cần một cái mô tả, chúng ta cần mô tả chung là cả ba thuộc tính, cả ba cái thẻ này, username, gmail và hình ảnh này sẽ có chung một thuộc tính là nằm trong một hàng, và chúng ta cần cần mô tả cùng một lúc cho ba cái này. Các bạn có thể dùng cách là có thể dùng cách này, nhất là các bạn tiếp phải một cái tiếp gmail phải một cái tiếp. Đây, bằng cách này các bạn có thể mô tả cùng một lúc cho ba cái đó, và các bạn có thể để chế độ display, tức là hiển thị bằng inline, thử xem nó chịu không nhé. Đây, nó đã thẳng hàng rồi đây. Đây là cách mà các bạn mô tả. Thì các bạn sẽ tạo ra một cái mô tả có tên của cả ba cái ID đó, và cho một cái thuộc tính display là hiển thị ở trong một hàng là inline. Làm sao như vậy? Để mình xem. Đấy. Và tuy nhiên trong thiết kế thì nó không có sát như vậy, nó sẽ cách có một khoảng cách giữa hai cái này và khoảng cách ở trên dưới nữa. Chúng ta sẽ cần thêm một thuộc tính nữa, đó là margin 5 pixel. Thử xem top. Ra có rất nhiều cách để mà để cho nó hiển thị đúng như các bạn, quan trọng là bạn chọn cách nào để mà cho nó dễ. Thực sự là có rất nhiều cách để làm cho cái này nằm thẳng hàng bên phải, và mình sẽ chọn từng cách một. Không biết cách nào tốt nhất cả, bởi vì các bạn cần phải làm nhiều, thật nhiều các bạn mới có kinh nghiệm. Mình xem còn một thuộc tính nữa là in 5 pixel. Vấn đề là nó vẫn không chịu xuống dưới, và chúng ta có khoảng cách rồi nhưng chúng ta cần nó nằm ở giữa này. Để mình xem nhé. Cái này chỉ dùng cho hình ảnh thì phải. Cái này ok, chúng ta sẽ quay lại với cái này. Top position relay đây, và có thể dùng cái thuộc tính này relay đấy, các bạn chỉnh cho nó ở dưới, tức là bạn cho nó một cái vị trí là tương phụ thuộc relay, tức là nó phụ thuộc vào cái phần tử trước đó, cái phần tử chứa nó, còn cho nó là cách cho 17 pixel, và từ đây xuống đây 17 pixel. Top là ở phía trên đấy. Rồi tạm ổn, nó có cái này, và chúng ta xử lý tiếp tới cái phần màu. Còn đây là mình sẽ phông chữ. Phông chữ cũng một phần mà các thiết kế viên thường hay mắc phải, là người ta không cho mình biết dùng phông nào. Thậm chí khi các bạn dùng ảnh thì các bạn hoàn toàn không biết đó là phông nào, các bạn cần phải thử từng phông một. Và đây là lúc các bạn cần tới cái gọi là kinh nghiệm. Để mình xem, để gắn phông chữ cho một cái thẻ nào đó, các bạn dùng thuộc tính phông family. Ở đây có những số phông mặc định mà thôi, ví dụ như tôm cũng không nhớ lắm, phông sans. Đây, các bạn có thể chọn cái phông nào gần giống cũng được. Mình không phải là chuyên gia về phông nên mình cũng không
không rõ được đây là phông gì. Nhưng mà đây là thực tập nên chúng ta sẽ không 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 quan trọng lắm phần phông. Để xem mình đang dùng phông gì ở đây nhé. Display có phông Arias, gọi là phải copy cái này luôn. Tức là màu chữ, các bạn có thể lấy màu chữ luôn. Ở đây không hẳn là màu đen đâu, nhìn đây có màu gì. Để tạo cho màu chữ các bạn có thể dùng color. Ok. Này là các bạn đã có một cái ảnh gần đúng rồi đấy. Xem nào. Cái này chữ nó nhỏ một tí, chúng ta sẽ cho nó phông size nhỏ lại. Phông size 13 pixel. Ok, tầm đó đi. Thì tất cả những thuộc tính mà các bạn thấy ở đây, cách duy nhất để các bạn học được đó là bạn làm nhiều và nhớ nó thôi, bởi vì không có cách nào khác dễ hơn cả. Rồi, đó ở đây. Tiếp theo là bốn cái hình, chúng ta làm sao có được bốn cái hình, bốn cái hình giống như trong thiết kế này. Thì nếu như một thiết kế nào chuyên nghiệp, họ sẽ tách sẵn hình cho bạn để trong từng layer một, các bạn chỉ cần copy xuất ra được. Tuy nhiên ở đây các bạn không được, các bạn phải tự tự lấy hình ra bằng cách một số cách thủ thuật khác như các bạn thấy đây. Được. Mình sẽ bao clip một tí để lấy những cái nó không cần đâu, mình sẽ lấy cho các bạn xem luôn. Nữa các bạn cần. Ok. Ta sẽ lấy một cách này bằng bấm bấm C để tạo ra clip. Lấy cái tool crop ở đây, các bạn cắt từng cái hình một. Rồi. Các bạn để tạm ở đâu đó nhé. Để tạm để top đi. Trong này là menu. Và ta cái chuông. Là chúng ta đã có được bốn cái hình, chúng ta sẽ đưa nó vào trong bước, đưa nó vào bằng cách bằng cái bát vào đây. Ok, đã có bốn hình ở đây.
Và chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta sẽ học cách đưa bốn cái hình này vào trên website là đưa như thế nào. Trên các bạn sẽ cần một cái thêm nữa, ID là bằng menu. Các bạn có thể cho nó đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái kỹ thuật. Ra đúng nó làm ảnh thì người ta không làm cách này, tuy nhiên ở đây mình muốn tối giản những cái thẻ mà các bạn cần phải dùng để các bạn dễ nắm bài hơn, nên mình sẽ dùng cái này. Ở trong ngôn ngữ HTML nó có một số ký tự đặc biệt, ví dụ như là các bạn muốn tạo một khoảng trắng đi, tạo một khoảng trắng thì các bạn có thể bấm cách này. Tuy nhiên bằng cách bao nhiêu cái nữa thì cái ngôn ngữ HTML này nó đều bỏ hết, nó không có lấy khoảng trắng nó hiện ra cho bạn. Các bạn có thể cách rất nhiều cách mà ở đây nó sẽ không hiện ra cho bạn, thấy nó không hiện ra gì cả. Để tạo ra được nhiều khoảng trắng thì các bạn phải dùng tới một cái gọi là special character. Ở đây các bạn copy cái này, các bạn có thể xem đường link ở phía trên này nhé, hoặc bạn có thể lên Google gõ cái từ khóa này và sẽ tìm được dễ dàng thôi. Có rất nhiều trang web lên danh sách những cái này, các bạn đưa nó vào trong đây. Chúng ta cần tạo ra một cái thẻ rỗng để chúng ta gắn hình vào. Các bạn có thể ví dụ bằng gắn nhiều để thấy mất rồi đây. Ok, có một trục trặc đây là mỗi khi các bạn thêm một cái thẻ nữa thì các bạn phải đưa cái thẻ đó vào trong cái mô tả. Cái mô tả ở đây các bạn phải phải deep thêm mô tả nữa thì lúc đó nó mới có thuộc tính nó nằm ở đây cho các bạn. Thì đây là một cái bất tiện, cho nên là người ta trong ngôn ngữ HTML hay trong CSS mô tả người ta có đưa ra một cái quy tắc nữa gọi là class. Mình sẽ tự cho các bạn nhé. Class nó cũng giống như ID thôi, nhưng mà ở đây nó cũng là một cái tên, nhưng mà không giống như là header item đặt chung nhé. Nếu các bạn đặt đối với ID các bạn phải đặt khác, thì đối với class các bạn có thể đặt trùng nhau giữa các thẻ, tức là ID thì mỗi thẻ phải một cái ID khác nhau, không được trùng nhau để các bạn mua tương tác vào. Tuy nhiên đối với class các bạn có thể đặt trùng, lúc đó các bạn chỉ cần mô tả một cái đơn giản như vậy. Thay vì các bạn mô tả ra 4-5 cái như vậy thì các bạn chỉ cần bấm deep một cái xong đó chấm class là tự động tất cả những cái thẻ nào có class là item nó sẽ được mô tả hết. Và hiệu ứng ở đây nó sẽ giống y như là các bạn mô tả từng cái thôi, mình thấy không thay đổi gì đúng không. Đây chính là cái ưu điểm của việc ấy, các bạn thấy ở đây nó sẽ gọn gọn hơn rất nhiều so với hồi nãy nó một đống, nhưng bây giờ nó chỉ còn ngắn gọn thôi. Đây là công dụng của class. Nếu bạn cũng chưa hiểu rõ, các bạn có thể tưởng tượng thế này. Giống như tên của một ai đó, Lily đi, thì cái phần class này chính là họ, còn cái ID này chính là cái tên ở đây, bạn có thể hiểu như vậy. Thì khi các bạn muốn tương tác với một cá nhân nào đó có tên như vậy thì các bạn dùng ID. Nếu các bạn muốn tương tác với cả cả cái họ thì các bạn dùng cái class, nó giống như vậy. Cái này là một tên và cái này ID này là giống nhau nè. Rồi, ok. Các bạn còn hiểu cái này đúng không? Nó cũng đơn giản thôi, vì trong cái ngôn ngữ HTML hay nói chính xác hơn là trong CSS thì cái class và ID là cái hai cái phần quan trọng nhất mà các bạn cần phải hiểu. Hiểu sự khác biệt giữa hai cái này. Xem nào, chúng ta đang tới đầu nhỉ, tới menu. Ok. Thì chúng ta sẽ cần bốn cái lần. Mình thật ra chỉ cần cái khoảng trắng thôi, không cần nhiều như vậy đâu. Cái này thứ nhất là cái bill. Ok, chúng ta sẽ cần một cái là bill, một cái là plot. Không nhỉ, mình xem nào. Mình xem HTML bill. Plot và avatar. Ok, rồi chúng ta sẽ có bốn cái này tương ứng với một cái là một item. Đối với cái này thì chúng ta gắn hình như thế nào, cũng vậy thôi, các bạn dùng lấy ra một cái mô tả này.
Tiếp menu các bạn mô tả cho nó là background, thì thay vì các background như những cái khác, các bạn background cho nó một cái color, thì đây các bạn background bạn đưa cho nó một cái đường dẫn email tính URL, bạn đưa một đường dẫn tới cái hình ảnh đó. Các bạn hình ảnh chúng ta đang đặt ở đây đúng không, thì cái đường dẫn của nó sẽ là có thêm một email phía sau này nữa. Ở đây mình ví dụ nhé, đây email, các bạn bấm vô trong cái menu đây, đây là cái đường dẫn tới chỗ đó, các bạn cần đưa vào đây xem nào. Đấy nó xuất hiện rồi nè, các bạn chừng chỉnh một tí cho nó rõ ra. Để cho cái này rõ ra, thứ nhất là các bạn cần cho nó một cái y bao nhiêu nữa, chúng ta thống nhất là cái y chúng ta có thể thống nhất ở đây, tất cả item sẽ có chung một y đúng không nhỉ. Rồi, để mình xem item có chung một y không. Ok, cả item sẽ có chung một y. Ok, chúng ta sẽ có chung một y đi. 50 pixel. Sao thế nhỉ? À, mình quên mất, không được. Bởi vì ở chế độ mà display inline thì nó sẽ không có y được. Xem nào, nó sẽ không có y được. Nó phải cần thay đổi cái chỗ này. Bởi vì khi các bạn để display inline thì cái y này nó sẽ không có tác dụng. Mình để inline block thì sao nhỉ? Ok, inline block thì được. Inline block thì được. Inline block thì nó sẽ không hiện gì tốt trên nhưng mà bỏ qua, mình sẽ làm inline block đi. Chuyện kia thì tính sau. Các bạn thêm đổi đây nhé, inline block nó sẽ có y được. Và cái y này chúng ta chỉ cho nó xem nào, tầm bao nhiêu, 40 đi. Rồi. À, nhưng mà cái này không có y được, chỉ có bốn cái cột này có y thôi. Như vậy chúng ta bỏ ra. Y bằng 40 pixel. 40 pixel 2 cho 40 pixel luôn. Rồi, ở đây các bạn thấy là chỗ này nó bị ra nhiều hình là do cái thuộc tính repeat, chúng ta sẽ thêm một cái thuộc tính cho nó là no repeat. Y. Này có vẻ hơi to nhỉ. Ok, tạm vậy. Nghĩa là đến lúc nên cần bỏ cái background của header đi rồi. Đây, khi mà ghi ra nó sẽ như vậy. Mình cần, nếu bạn đang dùng Notepad cộng cộng, các bạn có thể chuyển cái này, bấm chỗ language, các bạn chuyển nó thành HTML, các bạn sẽ nhìn nó rõ hơn. Đây là HTML rồi. Chỗ này nó không được đẹp lắm nha, cái đó. Why cái header không cần này nữa. Mình quên mất. Cái này phải là display inline block nữa. Ok, xem nào. Rồi đấy, nó khá hơn rồi đó. Cái này tiếp theo là cái phần tử thứ hai. Có lẽ mình sẽ thêm một cái này nữa cho các bạn nhé. Các bạn thấy ở đây là ba thuộc tính đầu này sẽ có cái y khác với lại ba cái bốn cái sau này. Đó, chúng ta sẽ đặt thêm một cái họ nữa là item may. Để làm gì thì các bạn tạo ra một cái div nữa chấm item may.
Ở trong này các bạn sẽ mô tả là tất cả những cái item email này sẽ có cùng một while. Đấy. À, tất cả sẽ là rồi, ok. Xem không thay đổi gì hết, những cái này nó chuẩn bị có email rồi. Và tiếp theo cái dưới này, cái này là bell, ảnh của nó sẽ là bell, này là plot, ảnh của nó sẽ là plot, này sẽ là avatar, nó cũng sẽ là avatar. Đây là cách mà các bạn làm nhanh. Đây sẽ hiện ra một tất cả. Ở đây sẽ có một chút rắc rối là về kích thước, nó sẽ không có giống nhau, bạn cần chỉnh lại một tí. Để chỉnh lại các bạn sẽ dùng tới một cái thuộc tính position bằng relay top, các bạn cho nó 10 pixel. Đấy, mình phải chỉnh cái này để cho nó cân. Thì là mình đang hướng dẫn cho bạn các cơ bản từ đầu đến cuối và sử dụng giới hạn một số cái thuộc tính, cho nên là nó sẽ không không được chuyên nghiệp lắm. Tuy nhiên mục tiêu cuối cùng là vẫn làm sao để hiện ra được, làm sao để hiện ra được giống như hình là chính thôi, còn chưa đạt tới, mình chưa nhắm tới mục tiêu là chuyên nghiệp nhé. Có rất nhiều cách để trình bày nó đẹp hơn. Đối với cái plus này thì nó chúng ta cần một cái wide rộng hơn rồi. 40 pixel. 2 cũng 40 pixel. Ok. Position relay top 10 pixel. Ok. Tiếp theo cái này y 50 pixel, 2 pixel, position relay top 5 pixel. Ok, ta rồi cái bên này nó sẽ nhỏ lại 5 thiết kế nào. Rồi các bạn có thể đo trong bản thiết kế này. Chỗ này nó ở đây nó cũng không đều nhau, nên là chỗ này cũng không quan trọng, đúng không? Không đều nhau lắm. Okay. Cái này thì nó quá to. Ok, không được. Rồi, chúng ta tạm vậy thôi. Nếu các bạn muốn cho đẹp hơn, các bạn có thể tiếp tục chỉnh nhé. Mình nghĩ tới đấy đối với mình là đủ rồi. Rồi, thì chúng ta đã có được cái phần phía trên này giống như trong bản thiết kế. Tiếp theo là phần body. Để xem nào. Mình nghĩ mình sẽ làm phần footer đi. Body sẽ làm sau cùng. Footer thì nó cũng có chữ bên này và chữ bên này giống như kia thôi. Chúng ta sẽ đi tìm cách làm hai cái này nhé. Đầu tiên là quảng cáo, giới thiệu về doanh nghiệp. Các bạn có thể copy, các bạn copy cái này xuống cũng được. Phần footer xem nào, item
cáo xem nó có ảnh hưởng gì không. Mình nghĩ nó sẽ cùng phông chữ và cùng kích thước, cùng màu luôn. Ok, cùng phông chữ, cùng kích thước và cùng màu. Nhưng cái hai cái này sẽ không không được phép giống nhau. Nhưng mà cái trên này thì sao nhỉ? Header font family. Header font family. Ok, mình cần chỉnh một tí. Nếu nó cùng phông chữ thì mình sẽ cần chỉnh chỗ này lại một tí là footer. Để mình thử xem nhé. Body có cùng phông chữ không nhỉ? Body có vẻ cũng cùng phông chữ luôn. Bây giờ mình sẽ cho tất cả trang này cùng một phông nhé. Các bạn sẽ dời cái phông size, phông color nè. Giờ cái này lên phần body. Rồi tất cả chữ sẽ cùng một kiểu với nhau. Ok. Tiếp theo. Cái này mình nghĩ sẽ không đặt thuộc tính. Cái item này display in live block item marking top. Ok, thì chúng ta sẽ có một cái vấn đề ở đây là ở đây cũng có item thì ở đây cũng có item, và item này là của header, item này là của footer. Thì chúng ta sẽ thay đổi một tí chỗ này, tất cả đều sẽ là inline block à. Không được, mình chỗ này nó chỉ mô tả cho cái header mà thôi. Đây thì mình sẽ đưa vào đây tiếp. Ok, chúng ta cần mô tả lại chỗ này, tức là đây là một cách mô tả mới nhé. Các bạn mô tả cái item này bạn để như vậy. Đầu tiên là các bạn bạn muốn mô này nhé, kia ra cho dễ. Rồi đây mình nói về cái mô tả ở đây, thì khi các bạn muốn mô tả một cái class nào đó nằm trong một cái div cụ thể nào đó thôi, và ở đâu đó sẽ có một cái item khác mà các bạn không muốn nó giống như cái item các bạn đã mô tả, thì các bạn đặt như vậy đây. Đầu tiên từ phải qua nhé. Đầu tiên là cái mô tả cái class mà các bạn muốn tương tác tới. Tiếp theo là cha của nó, mà có một khoảng cách ở đây, tức là cha của nó là phần div này. Như vậy thì cái trình duyệt nó sẽ tự tìm đầu tiên nó tìm từ trái sang là cái thằng nào có ID là header, sau đó nó tới điểm này và nó xem trong này có tất cả những class nào là item, thì nó sẽ mô tả giống y, nó sẽ đặt những cái thuộc tính cho tất cả những cái class trong đó. Và còn cái thằng item phía dưới này, do nó không có nằm trong header cho nên trình duyệt sẽ bỏ qua và không mô tả nó. Các bạn khi bấm vào đây các bạn thấy không có mô tả, không có mô tả. Thì để mô tả cái này các bạn làm một cái tương tự như vậy, thay vì là div header thì các bạn để cho nó là div footer. Div footer và này có item. Đây các bạn bấm F5 thì thấy là sẽ có mô tả của nó, và các bạn có thể tùy ý mô tả. Các bạn có thể mô tả lại giống như nó là display in slide position relay gì đó, các bạn bỏ ở đây. Nhưng lần này không phải là 17 nữa mà có thể là 5 thôi. Chúng ta thử xem bao nhiêu là vừa nhé. Đấy thì các bạn có thể để vô 5, 10, 9 đi. Rồi 9, chúng ta sẽ có nhiều cái item khác nữa. Đó là, mình xem nào, đó là doanh nghiệp và giới thiệu.
doanh nghiệp. Doanh nghiệp giới thiệu. Đây thôi. Đây, các bạn sẽ có tương tự như vậy. Mình sẽ bỏ cái background đi nhé. À, background sẽ còn xài nữa, mình sẽ để đó. Rồi tiếp theo là cái chữ bên phải thì chúng ta sẽ làm thế nào? Bây giờ đây nếu như chúng ta để cái footer mà chúng ta giống như header, chúng ta để test and last right thì cái chữ này nó cũng qua bên này luôn. Nhưng mà chúng ta cần một cái bên phải, một cái bên trái. Thì chúng ta làm như thế nào? Đây mình sẽ thử một cách này nhé. Xem nào. Chúng ta cứ tạo đi, cứ tạo những cái thuộc tính đó đi. Tiếp theo là bảo mật điều khoản cài đặt và sử dụng. Ta sẽ có là bảo mật và điều khoản. Cài đặt. Sử dụng google.com. Ta sẽ có cài đặt sử dụng. Rồi làm sao cho ba cái cuối này qua bên kia nằm. Chúng ta có thể đặt một cái thuộc tính ở đây là item right. Rồi ở trong cái mô tả này các bạn có thể đặt một cái như đây, div footer div.itemRight. Bạn sử dụng một cái mô tả gọi là flop right 5, đấy nó sẽ qua bên này. Tuy nhiên có một vấn đề là nó sẽ bị đảo ngược, bởi vì cái để mình xem có cách nào test and large right không được đúng không, thì dùng flop rồi flop right thì mình xem nhé. Thực ra có rất nhiều cách, đây là một cách đó. Thì các bạn có thể dùng cái flop right này để đẩy cái chữ qua bên đẩy cái chữ qua bên phải, và chính vì nó bị ngược nên các bạn có thể đảo chiều của nó. Mình lưu ý là đây là cách tạm thôi nhé, còn đúng là các bạn sẽ sử dụng một số cách khác nó chuyên nghiệp hơn, nhưng chúng ta đang học thì không cần ấy. Như vậy là chúng ta đã có được một cái item. Xem là cái này nó cần này có vẻ như không cần nó đây. Trong trong mô tả CSS các bạn làm càng đơn giản càng tốt nhé. 5 10 cell 15 cell. Ok, như vậy trông có vẻ ổn hơn. Đấy, các bạn càng càng ít mô tả sẽ càng tốt. Đây mình sẽ thu gọn lại cái position relay và cái top để đạt được cái hiệu quả. Đúng đạt được cái. Giờ chúng ta có this có inline block nên là cũng không cần cái kia nữa. Đây các bạn đã có được cái này. Ok, hôm nay chúng ta đã học được khá nhiều, chủ yếu là về cái phần mô tả trong style này. Và mình xin nhắc lại cái style này thực chất chính là CSS đấy nhé. Các bạn đang học làm style cho HTML chính là các bạn đang học CSS rồi. Sau này nó sẽ có những phần nâng cao khác về cái CSS nữa, nhưng chúng ta các bạn cần biết trong style này là được. Hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng bài học ở đây, và ở video clip tiếp theo chúng ta sẽ hoàn chỉnh cái footer và thực hiện phần body. Chúng ta sẽ xong cái trang Google này. Ok, chào các bạn nhé.